Xin chào mọi người đã quay lại với kênh vlog của Lâm. Thì hôm nay sau một tuần mình sử dụng cái nón AGV cũng như là cái tai nghe Bluetooth Cardo Bub Talk, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video nói về cái chất lượng âm thanh cũng như là khi mà mình sử dụng để nghe nhạc và gọi điện thoại, chạy trên đường làng cũng như là đường cao tốc ở Pháp, và đôi điều nói về cái nón AGV. Thì nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là cái nón AGV và cái Cardo Bub Talk. Mình sẽ nói về cái nón AGV trước. Thì đây là cái nón AGV Modular, tiếng Việt của mình còn gọi là lật cầm hoặc là flip up. Thì sau quá trình một tuần mình sử dụng thì cái nón này mình rất hài lòng về nó, cũng như một phần là bên Pháp người ta rất là ưa chuộng cái nón, cái kiểu lật cầm giống như vậy. Tại vì sao? Khi mà trời nóng, bên đây mùa hè có thể nóng từ 40, có thể lên tới 45 độ C, thì mình lật cái cầm lên và mình chạy với cái kiến đèn. Đó. Còn người nào không thích thì mình có thể là kéo cái này xuống và dỡ cái này lên nếu mà chạy trong đường mùa hè. Còn như mình, về bản thân mình thì mình thích dỡ cái cầm lên hơn. Đó. Và mùa lạnh bên đây thì mọi người biết không, là cái thời gian mà trời lạnh đó, nó dài hơn cái thời gian trời mùa hè. Nên khi mà mùa lạnh tới đó, là mình sập cái này xuống là giống như một cái nón full face luôn, để nó không có gió, nó không có tạt vô mặt mình, và cũng như không có lòn ở dưới cằm lên. Vì ở đây nè, nó có một cái lớp, một cái miếng để bảo vệ nó liền với cái này, là để không có gió nó lòn ở dưới đây, cổ mình nó đi lên. Trước khi mà mình mua cái này là mình có sử dụng cái nón 3/4 á, nó có một cái kiến xuống đây, nhưng mà khi mà mình chạy á là gió nó vẫn lòn dưới đây, nó lòn lên mặt của mình rất là lạnh và khó chịu. Về cái nón này thì AGV Modular này, Compact ST, là một cái nón phổ thông bình thường với giá khoảng 280 euro ở trên web. Và với nó thì mình cảm thấy là hài lòng với cái số tiền mình bỏ ra và cái chất lượng mình nhận được. Nó cái nón này vẫn là cái nón được làm từ polycarbonate bình thường thôi. Còn nếu mà mọi người mà muốn cái gam cao hơn á, cũng lật cầm giống như vậy luôn á, thì mình có cái AGV Sport Modular, là nó là 100% bằng carbon luôn, nhẹ hơn. Còn cái nón này của mình thì nó tới 1,780 kg cộng trừ 50. Size cái đầu của mình á là size XL, tại vì cái đầu của mình bự lắm, và cái size bự nhất của cái nón này là XL luôn. Thì cái đầu mình khoảng là 61 á. Nhưng mà thật ra mình đợi cái này á, là bên trong này nè, mình phải gỡ cái miếng lót này ra mà mình cào bớt cái xốp ở hai bên đây nè. Tại vì sao? Cái hai bên đây của mình nó bự hơn cái chỗ này, thì mình khi mình đeo, mình đội á, thì nó sẽ cấn vô đầu khó chịu lắm. Nên mình đã lột ra, mình cào bớt hai bên đó để nó vừa với cái đầu của mình khi mình chạy hơn. Còn về cái nón thì mình rất là hài lòng, mình không có ý kiến gì hết. Vì cái số tiền mình bỏ ra bao nhiêu thì mình nhận được lại cái chất lượng bấy nhiêu. Ok, và tiếp theo đó là cái Cardo Bub Talk này. Thì trong một cái quá trình một tuần mình sử dụng vừa qua đó, thì về cái chất lượng âm thanh, vì cơ bản cái này á, là cái loa của nó, cái speaker là nó kết hợp với cái thương hiệu âm thanh JBL, nên nó cho mình cái chất lượng nghe rất là tốt. Bass chép được cái kiểu nghe rất là ấm và chậm. Còn về cái phần micro á, thì mình rất là hài lòng của nó, với một điều là khi mà mình nói chuyện á, thì cái tiếng mà cái người bên kia người ta nghe điện thoại rất là trong nha mọi người, trong và rõ, không có bị rè rè hay bị nhòe tiếng. Về cái phần máy, bộ điều khiển nằm ở đây, thì nó có là chống nước, chống bụi, chống sình, chống bùn gì lầy gì đó. Và cái điều mà mình rất là thích nữa ở đây là nó chống nước. Vì sao? Khi mà trời mưa bên đây mọi người biết không, mình chạy vào giải tốc độ khoảng từ 50 tới 90 á,
thì mưa nó sẽ dập vô cái phần này nè, dập vô cái phần trước rất là nhiều. Mà cái nón mà nó không có được chống nước á, thì sao khi mà mình chạy á, trời mưa á, là mình phải tháo ra, giống như cái hãng mà cạnh tranh với nó là Sena đó, thì mình phải đem mình cất luôn. Thì trong cái quá trình trời mưa là mình không nghe được nhạc cũng như không gọi được ai hết. Còn riêng về cái này mình vẫn sử dụng được nha mọi người, rất là tốt. Còn về cái phần anten, mình chạy lúc nào mình cũng mở cái anten lên hết á, nhưng mà thật ra để chị ông cho nó nhìn cho nó vui vậy thôi, chứ mình cái anten này á, là để mình kết nối với lại những cái người mà chạy chung với mình trong một team, một đội, một đoàn gì đó, đó là để mình nói chuyện nhiều người hơn thôi. Và một phần nữa là khi mà mình chạy nhanh ở trên đường á, thì cái này nó có một cái hệ thống gọi là tự tăng giảm âm lượng cái âm thanh để cho mình nghe tốt hơn, nhưng mà thật ra là mình không thích, mình tắt đi ở trong cái app của nó trong điện thoại rồi. Tại vì mình muốn là tự chỉnh âm lượng lên xuống gì nè, thì nó sẽ tốt hơn là cái việc mà cái máy nó tự động lên xuống âm thanh. Tại vì sao? Như vậy á, nếu mà mình chạy nhanh, bên đây cao tốc á, nó cho chạy 90, có những đường nó chạy chạy chỉ 110 hoặc là 130. Mà khi mà mình chạy 130 đó, mà cái bắp top này nó để đẩy cái volume lên cao á, nghe một khoảng thời gian dài nó rất là đau lỗ tai với mình. Thì mình không biết mọi người sao, nhưng mà đối với mình là nó rất là đau cái lỗ tai. Và khi mà mình gỡ cái nón này ra thì cái tai của mình nó sẽ bị như này, rất là khó chịu, nên mình không thích, nên mình muốn tự chỉnh âm lượng nhỏ hoặc lớn ở cái nút này hơn. Vì khi mà mình có chạy nhanh đi nữa thì mình vẫn để cái âm thanh ở mức là 65 tới 70% thôi, đủ nghe đủ dùng thôi, chứ không có phải là lớn quá hoặc là nhỏ quá, vừa đủ xài. Về cái chất lượng á, là khi mà mình sử dụng cái này nè, là mình có thể dùng voice command nha, mình có thể kêu Siri, hay là mình có thể kêu Google, hoặc là mình có thể hay Kado, mình gọi ai, mình nghe nhạc, hay sau đó là mình kêu nó ra lệnh bằng giọng nói là nó sẽ hoạt động luôn, chứ không có phải cần phải đưa tay xuống chỉnh điện thoại, thì nó sẽ an toàn hơn. Mình sẽ tập trung mình nhìn đường hơn là mình cúi xuống mình nhìn, tại vì cái điện thoại bên này là mình lúc nào mình cũng để trên cái ghi đông á, là để mình coi bản đồ mình chạy, thì mình sẽ không có bị mất tập trung. Âm thanh tốt, chống nước, chống bụi, chống sình, nhưng mà mình đâu có đi sình đâu, tại vì cơ bản là mình chỉ chạy trên đường thôi, mình nghe nhạc, mình gọi điện thoại cho bạn gái vậy thôi. Còn chất lượng âm thanh, cái này được một cái là nó có noise cancelling rất là tốt nha mọi người. Kiểu như khi mà mình chạy á, trên đường cao tốc á, nó nhận biết được khi nào là cái giọng của mình nói, khi mà giọng mình nói thì nó thu, nó truyền tải qua bên cái người nghe, nghe rất là rõ và trong. Còn khi nào mà mình không nói á, thì cái máy á, nó sẽ biết được cái tiếng gió nó đi vô cái micro này, thì nó sẽ ngắt, nó không có truyền tới cái lỗ tai của người bên kia. Thì trên đường mình chạy, mình nói chuyện á, cũng y chang như nó yên tĩnh, y chang như lúc mình ở nhà luôn, chứ nó không có bị vừa tiếng gió rồi vừa cái tiếng nói của mình nó sẽ bị ồn, với lại nó bị rè 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 rè. Mình rất là hài lòng về cái việc mà cái khử ồn của cái thằng Kado Bob Talk này. Còn về cái máy thì khi mà mình mở và nó mình mở ở đây thì nó chớp đèn, và ở trong nó sẽ có cái tiếng tét tét tét, rồi nó sẽ là hello, mình chào, rồi mình sẽ kết nối với cái điện thoại trực tiếp luôn, khi mà cái điện thoại mình đã được pair, được kết nối trước đó rồi. Còn khi mà mình tắt á, thì nó sẽ chớp 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 đỏ, xong rồi nó sẽ là goodbye đó, nó sẽ chào mình, mình mở nó lên nó cũng chào mình tắt nó đi nó cũng chào mình thấy là cái đó là một cái điều rất là hay. Còn về cái chất lượng sau một tuần á, thì mình rất là hài lòng với cái việc mà cái Cardo này và cái nón của mình rất là hài lòng về hai cái thiết bị này. Và mình sẽ sử dụng nó thêm một thời gian nữa, rồi mình sẽ nói chi tiết hơn về cái việc là mình nói chuyện điện thoại có thể nói chuyện liên tục được 13 tiếng luôn nha mọi người. Và cái thời gian pin chờ của cái máy là khoảng một tuần hay sao đó, mình có thấy ở trên cái cuốn manual của nó ghi. Nhưng mà mình mỗi lần mình đi học, mình đi làm vậy á, mình đi xong rồi mình về
thì mà là mình ghim sạc luôn chứ mình không có chờ, mình không có xài pin qua ngày qua ngày qua ngày, mình lúc nào cũng muốn là cái này lúc nào nó cũng full pin hết á. Đó. Rồi còn về cái việc là tháo mở thì có cái lẫy đây mình tháo ra rồi mình ghim vô có cái lỗ USB này nè, mọi người thấy không, mình gỡ ra xong rồi mình ghim sạc thôi, rất là tiện sử dụng. Và cái này sạc cực kỳ nhanh nha mọi người, mình ghim chút xíu mình làm việc cái mình thấy nó đầy mất tiêu rồi, mình không có đếm được là nó sạc trong vòng bao nhiêu phút luôn. Rồi thì mình rất là hài lòng về cái thiết bị Kado Bucktop này, và mình khuyên mọi người là nên mua cái này thay vì mua Sena, và cái giá của nó không rẻ, trên web là khoảng 300 mấy á, thì nó sẽ mắc hơn hoặc là ngang với cái Sena mới nhất là năm series 50 hay sao đó. Nhưng mà thay vì mua cái series 50 thì mọi người mua cái này nó sẽ tốt hơn, nó sẽ cho được mình nhiều thứ hơn là cái Sena, vì cái Sena nó không chống nước là một, và cái thứ hai nữa là nó không có khử khử ồn khi mà mình nói chuyện á, mình nói hoặc là mình không nói thì nó cái micro này nó vẫn thu tiếng gió vô, cái người nghe điện thoại với mình người ta rất là khó chịu lúc nào cũng nghe tiếng gió ồ đó. Còn vừa quay lại về phần cái nón thì khi mà mình sử dụng ở cái giải tốc độ từ 50 tới 90 hoặc là lên tới 100 thì nó êm và nó không có bị gió nhiều, nhưng mà chạy từ 110 tới khoảng giải tốc độ 130 cây số giờ thì hai cái phần dưới đây nè mình không biết là nó sao nhưng mà cái tiếng gió nó vẫn có nha mọi người, mình vẫn nghe được cái tiếng gió nó lùa, nó vẫn có cái tiếng rít của gió, nó vẫn có cái tiếng ồ. Chắc có thể là do cái tốc độ nhanh quá hoặc là sau đó thì nó không có triệt tiêu được cái gió đi vô đây và nó vẫn là hơi ù ù cái lỗ tai. Còn riêng về cái tai nghe thì mình có chạy nhanh hay là mình không nhanh thì mình vẫn để khoảng là âm lượng 70% thì nghe to và rõ, phù hợp với mình hơn là mình để cái âm thanh nó tự động chạy lên chạy xuống, tự tăng giảm như vậy mình không thích. Tự nhiên mình gần mình chạy chậm cái nó hạ âm lượng xuống, cái mình chạy nhanh lên cái nó lại tăng âm lượng lên như vậy. Mà chạy nhanh với một khoảng đường dài mà mình nghe với một cái tần suất âm thanh lớn ở cái hai cái bên lỗ tai thì nó rất là khó chịu với mình. Mình không biết mọi người sao nha, nhưng mà cái đó là mình không có thích. Còn lại chất lượng thì mình không có phải bàn cãi gì nữa rồi. Mình làm cái video này để nói cho mọi người biết là sau một tuần mình sử dụng cái nón này chung với cái tai nghe này thì cái kết quả mình nhận được nó ra sao và như thế nào là vậy đó. Còn về phần cái nón thì mình cũng không ý kiến nữa, cái tai nghe thì mình cũng nói với mọi người xong rồi. Và sắp tới là mình sẽ làm một cái nhiều video khác nói về là việc chạy xe bên Pháp như thế nào, những cái giấy tờ gì, bằng lái ra sao, và mình đi du học Pháp cần những giấy tờ gì và cuộc sống ở Pháp ra sao, và mình sẽ làm nhiều cái video hơn, mọi người nhớ đón xem nha. Và khi mà mình chạy xe bên Pháp thì mình cần có những cái gì, cái nào bắt buộc và mình phải tuân thủ luật như thế nào để không bị phạt, và bên đây phạt rất là nặng nha mọi người. Và khi mà mình chạy xe thì mình cần hai thứ rất quan trọng với chiếc xe của mình, cái thứ nhất là bảo hiểm và cái thứ hai đó là cái giấy gọi là sao ta, cái giấy đó là để xác nhận xác thực xe của mình có ô nhiễm ở mức độ mấy. Bên đây xe điện á, là nó sẽ là số 0, còn xe xăng sẽ là số 1, hoặc là mình nhớ là xe xăng là số 1, còn xe dầu á, là nó dao động từ số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Mà những cái xe mà số 5, số 6 bây giờ là tiêu hết rồi, bây giờ chỉ còn khoảng từ số 2 tới số 3 là vẫn còn lưu thông ở trên đường. Tại vì sao? Pháp là bây giờ nó bảo vệ môi trường mọi người, nó không có cho mình chạy xe số 5, số 6 nữa, là những cái xe đó là bây giờ đã được bỏ đi, không có được sử dụng nữa. Ok, video của mình tới đây là hết. Mọi người đón xem ở những cái video tiếp theo để mình nói nhiều hơn nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Nhớ like và comment những cái câu hỏi mà mọi người muốn hỏi mình để mình sẽ trả lời ở cái video tiếp theo cho mọi người biết rõ hơn nha.
Ok, bye bye, hẹn gặp lại mọi người.